Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự những lời khuyên để phòng tránh gầu từ các chuyên gia y tế. Tránh stress vì stress ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, thậm chí có thể giúp gầu nhiều lên. Gội đầu thường xuyên 2 ngày một lần có thể giúp ngăn ngừa gầu. Dùng các loại dầu gội với chiết xuất thảo dược phù hợp với da đầu. Hạn chế dùng các sản phẩm tạo kiểu tóc như thuốc xịt tóc, gel tạo kiểu tóc. Có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cung cấp đủ kẽm, vitamin B và một số loại chất béo có thể giúp ngăn ngừa gầu. Uống 2 lít nước một ngày. Khi thấy có nhiều gầu phải đi khám và điều trị kịp thời.